Vì sao quyền lực của Tô Đại vừa suy yếu, Lê Thanh Hải lập tức thoát truy tố? Qua nhiều năm qua, kể từ năm 2020 đến nay, những sai phạm tày đình của ông Lê Thanh Hải tưởng chừng đã bị quên lãng, và ông Hải tưởng đã hạ cánh an toàn. Vậy mà đột nhiên ông lại bị nhắc tên. Cách đấy ít lâu, cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trên thượng tầng do Bộ trưởng Tô Lâm chỉ huy đã trở nên rất quyết liệt. Vào thời điểm đó, công luận và giới phân tích cho rằng ông trùm Lê Thanh Hải có khả năng cao, có thể gặp rắc rối rất lớn. Ông Lê Thanh Hải là một trùm tham nhũng khét tiếng tại Việt Nam. Tại kỳ họp lần thứ 41 diễn ra vào các ngày 6 và 7 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Hải cùng hai chủ tịch thành phố là ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thanh Phong vì vi phạm nguyên tắc quy định trong các dự án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Tô Lâm thể hiện một sự suy yếu quyền lực một cách mau chóng. Dường như ông bị các phe phái trong Đảng hợp sức rút phép thông công để hạn chế quyền lực và mất khả năng trong việc tiếp tục loại bỏ các quan chức cấp cao tham nhũng. Liên quan đến những sai phạm của ông Lê Thanh Hải, theo giới quan sát, việc lật lại những sai phạm cũ và mới của ông Hải, Bộ trưởng Tô Lâm hướng tới những kẻ bảo trợ về mặt chính trị cho tập đoàn tham nhũng này. Cụ thể, mục tiêu quan trọng nhất thúc đẩy ông Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để làm rõ những ai là kẻ chống lưng và nhận tiền của ông Lê Thanh Hải. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 vào ngày 16 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Thanh Hải. Điều này hoàn toàn khác với các nhận định của công luận trước đây. Trên mạng xã hội, số đông cho rằng lãnh đạo Đảng đã không khai trừ Đảng để tạo tiền đề cho việc khởi tố bắt giam ông Lê Thanh Hải. Dư luận mong đợi như vậy, mà giờ chỉ dơ cao đánh khẽ như trước đây. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm là một người đầy quyền lực, đã đốn ngã nhiều trụ của Việt Nam. Số đông đã thất vọng và đặt câu hỏi, sâu chúa Lê Thanh Hải đã nhờ phép màu nào để mà thoát tội? Bởi với mức án kỷ luật khôi hài như trên, chắc chắn ông Hải sẽ không bị khởi tố. Ông đã có thể an tâm hưởng thụ tuổi già, với khối tài sản tham nhũng ăn cả mấy chục đời, con cháu không hết. Đài BBC Việt ngữ đưa ra một đánh giá đáng chú ý như sau. Theo khoản 9 điều 2 quy định 69 vào năm 2022, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng khi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, việc ông Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ có thể hiểu rằng đảng đã đánh giá những sai lầm của ông Hải không tới mức xét xử hình sự. Theo giới quan sát, đó chính là sự đảo ngược kỳ vọng của công luận. Điều này có liên quan gì đến sự suy yếu quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay không? Và câu trả lời được cho là nếu như việc xử lý ông Lê Thanh Hải là quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thì một khi ông Tô Lâm thất thế, tất nhiên ông Hải sẽ thoát tội. Thế lực chống lưng cho Lê Thanh Hải trong những ngày vừa qua đã lo ngày ngáy, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu bắt Lê Thanh Hải lâm vào con đường cùng, ông Hải có thể sẽ khai ra tất cả về việc đã đưa tiền cho những lãnh đạo cấp cao nào, thì có mà chết tất cả lũ. Đó là chưa nói đến hai vụ án mới bị phanh phui gần đây là Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan và vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xử lý bằng cách dơ cao đánh khẽ để ông Hải thoát tội là đúng quy trình. Các nhân vật Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng được cho là có liên đới trách nhiệm với Lê Thanh Hải. Vào tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hải. Đây là một hình thức kỷ luật kỳ quái là đặc sản của Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng được tung ra. Trên thế giới, không quốc gia nào đã đi cách một chức vụ mà đương sự không còn giữ nữa. Biện pháp kỷ luật này đã bị công luận coi là trò hề, là dơ cao, đánh khẽ và thể hiện sự bao che, dung túng của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ông Lê Thanh Hải. Một khả năng khác, các phe cánh bảo kê về mặt chính trị cho Lê Thanh Hải đã hợp sức quật ngược Tô Lâm. Đây là biện pháp ngăn chặn không cho Bộ Công an lật lại hồ sơ đen để làm rõ những ai là những kẻ chống lưng cho Lê Thanh Hải. Trước đây, Thanh tra Chính phủ đã phát giác Lê Thanh Hải và Ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị thu hồi xử lý tới 135.000 tỷ đồng và yêu cầu thu hồi hơn 900 hectare đất. Nhưng cuối cùng, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã chứng tỏ ông ta là một nhân vật bất khả xâm phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao quyền lực Tô Lâm vừa suy yếu, Lê Thanh Hải lập tức thoát truy tố.
có thể Tô Lâm sẽ chỉ ngự ở ghế chủ tịch nước tính bằng tháng. Vì sao vậy? Sự bất ổn của hệ thống chính trị Việt Nam đã khiến các quốc gia phương Tây rất lo ngại, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, do không thể kéo dài tình trạng hai ghế chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội bị bỏ trống, nên Hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 để giải quyết vấn đề này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại kỳ họp lần này, Tô Lâm là tâm điểm sự chú ý của công luận, khi có luồng dư luận cho rằng khả năng cao ông Tô Lâm phải rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực là Bộ trưởng Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới, trở thành tân chủ tịch nước, một chiếc ghế có tiếng là thuộc tứ trụ nhưng thực chất không có mấy quyền lực. Nghĩa là về mặt hình thức, chức vụ của Tô Lâm đi lên nhưng về quyền bính thì lại đi xuống, nhất là trong trường hợp ông không còn kiểm soát được Bộ Công an, nơi ông đã ngồi hai nhiệm kỳ trên ghế Bộ trưởng với hệ thống chân rết chằng chịt và toàn là tay chân thân tín của ông. Việc Tô Lâm phải nhận chức chủ tịch nước là điều bắt buộc vì ông đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an được hai nhiệm kỳ. Ông không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa vì quá tuổi về hưu theo quy định. Nếu Tô Lâm không lọt vào một trong các ghế tứ trụ thì nghiễm nhiên ông phải về hưu vào năm 2026. Chỉ trước đây không lâu, công luận vẫn tin rằng với quyền lực vô song thì có thể đánh gục hai nhân vật tứ trụ. Những người có khả năng kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm không còn lực cản nào để tiến tới giành chiếc ghế đỉnh cao quyền lực nhất. Đà tấn công thần tốc như vũ bão đã khiến cho cả hệ thống lãnh đạo cấp cao thuộc tất cả các phe cánh khác nhau trong đảng lo sợ và chỉ biết im lặng chờ đến lượt bị Bộ Công an gọi tên, đến mức ngay cả Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng phải chủ động xin nghỉ để tránh tay bay vạ gió như Thưởng và ông Huệ. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Thế nhưng Tô Lâm chỉ thực sự có quyền lực và an toàn khi ngồi ghế chủ tịch nước với điều kiện bắt buộc phải là người kiểm soát được Bộ Công an. Điều này đồng nghĩa tân Bộ trưởng Bộ Công an phải là một trong các đệ tử ruột Hưng Yên của ông Tô Lâm như Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc. Nhưng chớ trêu thay, cả hai tướng Quang và Ngọc đều chưa đủ một nhiệm kỳ làm ủy viên Trung ương Đảng nên không đủ điều kiện để lọt vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ, Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc có thể sẽ được cơ cấu vào ghế Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, tướng Ngọc còn được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, một cơ quan giúp việc đắc lực cho Bộ Chính trị và Tổng Trọng. Điều đó chứng tỏ tướng Nguyễn Duy Ngọc được phe của Đảng của ông Trọng tin dùng hơn tướng Quang. Điều này liệu có liên quan gì đến các đồn đoán cách đây không lâu, khi giới thạo tin cho rằng dù là đồng hương Hưng Yên, nhưng Nguyễn Duy Ngọc vẫn có tâm địa phản chắc đối với Tô Lâm. Tướng Ngọc với tư cách là Thứ trưởng kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ngấm ngầm bắt tay với Phan Đình Trạc, trưởng ban nội tính Trung ương, một cánh tay đắc lực của Tổng Trọng. Từ lâu đã có những đồn đoán cho rằng ông Trọng có ý định để Phan Đình Trạc thay thế Tô Lâm tiếp thu chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Rõ ràng những đồn đoán đó đến nay có thể trở thành sự thật. Trưởng ban nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc, ứng viên hàng đầu cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm nhanh chóng và bất ngờ hạ bệ Vương Đình Huệ là mầm mống tai họa cho Tô Lâm. Bởi việc hạ bệ diễn ra chỉ 10 ngày sau khi ông Huệ kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, một chuyến đi đặc biệt quan trọng. Giới thảo tin cho rằng chuyến thăm ông Huệ là dịp để Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Trọng muốn ngấm ngầm giới thiệu với Trung Nam Hải một nhân vật sẽ trở thành Tổng Bí thư trong tương lai. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau khi ông Huệ Vương về đến nước Việt Nam, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Do đó một số người thì cho rằng với tình thế tứ bề thọ địch, khả năng cao Tô Lâm sẽ không còn đường sống. Họ Tập và Tổng Trọng dứt khoát sẽ phải ra tay xử lý, tính sổ với Tô Lâm là việc không thể đảo ngược. Mới đây cũng theo thông tin rò rỉ, đa số trong tập thể Bộ Chính trị đã ép Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước, đồng thời chặt đứt sự kiểm soát của Tô Lâm với Bộ Công an. Đây là kế hoạch nhốt Tô Lâm vào trong chiếc lồng quyền lực của Tổng Trọng với mục đích vô hiệu hóa và tiến tới triệt tiêu mầm mống phản loạn mang tên Tô Lâm. Một kế hoạch không thể có phương án khác hoàn chỉnh hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin có thể Tô Lâm sẽ chỉ ngự ở ghế chủ tịch nước tính bằng tháng. Và vì sao như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.